Hôm nay mình sẽ chế một con xe mini từ động cơ máy cắt cỏ cũ nhá. Cái này thì bán đầu tay nên là nó chưa được hoàn thiện lắm, các bạn xem tham khảo nhá. Mình dùng một cái động cơ máy cắt cỏ cũ, hai cái bánh xe đẩy hàng, thêm nhông xích xe đạp. Cái phần chuông côn này thì đầu trục mình hàn sẵn cái líp xe đạp vào. Một cái bộ khung xe đạp, cái này mình mua ve chai thôi. Mình sẽ lắp cái bộ côn này vào nhá. Video mình gia công nó thì mình chèn vào phần sau nhá. Sắp tới thì mình sẽ nâng cấp nó lên một cái bộ giảm tốc để lực kéo nó khỏe hơn nhá. Còn bây giờ chưa có điều kiện thì chơi trực tiếp này luôn. Mình sẽ hàn khóa cái líp này lại. Sau đó là mình gắn cái líp này vào cái đầu trục của cái chuông côn ấy. Mình mài đi làm sao cho nó vừa với cái lòng của líp nhá. Cái lòng của líp này là mình cắt cả một phần mai ơ ấy, thì cái lỗ nó mới nhỏ. Rồi mình cắt cái khung xe đạp này, mình lấy cái càng sau và cái phần cổ lái thôi nhá. Khung này mua ngoài sắt vụn rồi các bạn. Rồi, gấm thử bánh xe và động cơ và phát xem nào. Mình sẽ gắn nó lên trên cái phần càng sau này thôi. Mình sẽ hàn cái nhông to này trực tiếp lên cái vành của cái bánh xe này nhá. Cái nhông to là cái nhông ở cái bàn đạp các bạn. Trên cái bánh xe có 4 con ốc này, các bạn có thể sử dụng 4 con ốc dài hơn. Sau đó là hàn cái nhông lên 4 con ốc đấy cũng được, hoặc là khoan lỗ bắt ốc cũng được, tùy các bạn thôi. Mình thì mình hàn trực tiếp vào luôn. Đây, cái khoảng cách nó rất là sát với cái lốp này. Làm chuẩn thì ok, không chuẩn là xích cả lốp các bạn nhá. Rồi bây giờ sẽ gắn xích vào và ướm thử. Mình sẽ làm mấy cái pad để bắt cái động cơ lên cái phần khung các bạn ạ. Rồi sau khi căn chỉnh ngay ngắn thẳng hàng thì mình sẽ hàn vào thôi. Về phần bi bánh thì mình dùng bi xe máy và mình sẽ dùng trục xe máy luôn. Cái phần càng này nó hơi nhỏ thì mình sẽ mài rộng ra cho gắn vừa cái trục này vào để mình có thể tăng xích được luôn các bạn nhé. Đó, mình sẽ cắt lấy cái ống này làm cái cục canh này. Đấy, canh làm sao cho cái nhông nó phải thẳng hàng với nhau thì khi chạy nó mới không bị tuột xích nhá. Vậy đến phần càng trước thì mình sẽ cắt ngắn bớt đi. Đấy, và mình sẽ lấy cái phần này, này để mình gắn cái trục vào nhá. Các bạn có thể đập bẹp cái ống kia do khoan lỗ cắt rãnh được. Mình lười mình cắt lấy hai mẩu này mình hàn vào thôi. Đấy, bánh trước thì cũng là bi của xe máy và trục xe máy nhá. Bi này không vừa đâu, mình phải nhét nó vào trong cái ống sắt rồi mình mới đút vào được á. Cắt bỏ phần khung thừa đi cho nó gọn các bạn ạ. Hàn thêm cái đoạn ống này lên nhá. Mấy cái mối hàn này mình hàn vài chấm để tượng trưng thôi. Sau đấy là mình sẽ tắt video và mình hàn gia cố sau nhá. Quay từ A đến Á thì nó mất thời gian lắm các bạn. Cái phần này thì mình sẽ cắt vào để mình gập nó xuống các bạn nhá. Đó, và mình sẽ đút cái hộp này vào này và mình sẽ hàn vào thôi. Mình cắt cái phần này để mình gắn cái phần cổ lái vào các bạn nhá. Cắt như này thì gắn vào nó mới chuẩn được này. Rồi, sau đó mình hàn vào thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ sẽ làm thêm hai cái pad nữa để bắt cái động cơ vào cái sườn nhá, sao cho nó thật chắc chắn. Khi chạy động cơ nó không được rung lắc thì nó mới ok được các bạn ạ. Chứ khi lên ga và động cơ nó còn bị vít lại thì không ăn thua, như thế là tuột xích ngay. Cái này thì mình vớ được cái gì thì mình dùng cái đấy thôi. Gia cố vào làm sao cho nó chắc chắn là được các bạn ạ. Mình hàn không được đẹp đâu. Bây giờ sẽ hàn cái chân trống vào nhá. Cái này cũng tháo từ cái sườn xe đạp cũ ra thôi. Hàn thêm một cái thanh ngang vào này. Hàn thêm cái ống này lên trên cái thanh ngang để mình gắn cái yên xe đạp vào nhá. Đấy, gắn cái yên như này là ok. Hàn thêm hai cái gác chân nữa. Mấy cái đồ mà mình tháo từ cái xác xe đạp cũ ra hết các bạn ạ. Mua một cái xác xe đạp ve chai về là chế thôi. Ok, mình làm xong phần khung sườn nhá. Bây giờ đem đi đánh qua và sơn vào. Ok, mình đã hoàn thiện các bạn nhá, đã sơn vào này. Mình gắn cái dây ga vào cái tay phanh này để mình lên ga luôn nhá. Bình xăng thì dùng tạm cái chai nước ngọt này thôi. Gắn vào thì chạy thử đã. Ok, bây giờ nổ máy nè. Cái này không có bộ giảm tốc nên là tỷ số chuyển nó rất là thấp, nên nó khá yếu thôi, đi kéo nó không khỏe ạ. Cái bọn trẻ tầm 20, 20 cân thì chạy được, chứ mình khoảng 53, 54 cân chạy nó y lắm, kéo lâu sợ cháy côn. Hôm nào thì mình sẽ nâng cấp lên bộ giảm tốc và gắn thêm phanh pháo các kiểu nhá.